Vâng, ngày hôm nay bên em có đi cũng rất là nhiều combo và bên em phía bên trong vẫn đang đóng những combo loa với kép 921 và những con đẩy liền vang DCX7. Thì bên em đã sắp sẵn ra đây rồi để bên em cho gọn đơn. Đó. Thì bên ngoài bên em cũng một số đơn đang chờ đi bưu điện và một số đơn đi xe đây. À, những combo loa 1204 này và những combo loa Qwest G4000. Đây, các bác có thể thấy đây là một combo loa Qwest G4000 gửi về Nghệ An cho chị Nga. À, chị xem hai vợ chồng xem kênh YouTube rất là say mê và chị đã đặt bên JK Audio một bộ combo loa G4000 và đẩy liền vang DCX7 và anh chị được tặng một bộ mic Qwest W49. Thì chị nhận bảo là nhận sớm trước ngày hai mấy đây, nhưng vì đi gửi bưu điện thì là rất là chậm, thì bên em đã tìm được xe và gửi về tận nhà cho anh chị, thì anh chị nhận trong ngày. Đó. À, bộ của chị Nga ở Nghệ An. Cái đồ kia. Đó, còn phía bên trong bên em vẫn đang đóng một số combo. Ngày hôm nay bên em đi lắp khá là nhiều, còn đây là những combo phía bên trong nhà là đi bưu điện. Đi bưu điện. Đó, ngày hôm nay đi hàng gần hết trống trơn luôn ạ. Đó, bác nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay cho bên em để được tư vấn cũng như hướng dẫn phối ghép cách lắp đặt và cách thức mua hàng nhé. Và bác nào chưa đăng ký kênh, vui lòng đăng ký kênh và nhớ ấn chuông ạ. Đó, những bên trong có xốp chống chốc rồi, bên ngoài bên em vẫn lót những cái góc để cho nó hỗ trợ thêm, gia cố thêm cái độ chắc chắn cho một kiện hàng. Đó, rất là cảm ơn các bác và anh em nhé. Đó, rất là nhiều hàng dịp cuối năm bên em đi rất là tốt, nhờ các bác và anh em tin tưởng và ủng hộ. Đó, còn xốp F1800 đấy ạ, ngày hôm nay đi khá là nhiều xốp F1800 vì cái con súp này nó chơi bạo lực, cảnh công tăng ngoài trời. Súp la với cái 921 đấy ạ. Đó, các bác nào mà gần khu vực Gia Lâm thì có thể đến trực tiếp 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội nghe cũng như trải nghiệm thực tế rõ ràng. Và đây là các bác và anh em ở xa đặt tin tưởng với JK Audio 100% và đặt hàng online đấy, thì gần chốt bộ combo nào là bên em sẽ ship lên tận nơi. Đóng hàng rất là cẩn thận, kiểm tra test rất là kỹ càng. À, xốp F1800 đi khá nhiều luôn, rất là nặng, con này nó khoảng 40 kg, khoảng 40 kg. Đó, những con đẩy rời vang rời. Đây là con đẩy D50S. Hiện nay mẫu D50S đang rất là nổi các nhá, đang rất là nổi vì nó sở hữu bộ chip vi chip xử lý giải mã rất là cao cấp của Qwest. Đó, đây là combo loa 1204 rất là cao, đôi loa này là cao nhất đây, 1m2. 1m2. Kín xe luôn. Đó, đường phố thì xe cộ đi lại rất là rộng các bác nhé, các bác có thể đánh xe ô tô 45 chỗ đến cũng được ạ. Đó, rất là cảm ơn các bác và anh em đã tin tưởng ủng hộ. Các bác nào mà đặt hàng trong ngày hôm nay thì các bác chờ nhé. Vâng, thì cũng hòm hòm bên em đóng hàng gọn gọn rồi ạ. Vâng, những bộ combo, những con súp rời là bên em hôm nay đi rất là nhiều. Đó. À, con súp S1500 này. Đó, trong nhà thì vẫn đang còn hai con F1800 chuẩn bị đóng đấy ạ. Súp F1800 cũng vừa test xong. À, đây là những combo loa VK921 này. À, và 1204 này. Và một số combo ở trên xe.